Chiều bữa nay thách súng tối nó cắm câu dính cá quá trời, nó chừa lại con cá đâu chừng hơn ký rồi. Nấu cháo nữa à, thách súng nấu cháo rồi tới chuyện nữa cô chú anh chị à. Đó, ngày đi hành đang là hành với ngò nha. Bữa nay là cá nè, cá nó rộng lại nó dặn nè cô chú anh chị thấy không, công nhận em tôi nó giỏi ghê à. Cá đồng đen xì luôn á cô chú chị không? Không rồi bây giờ thì chuẩn bị nấu cháo nữa nha cô chú chị. Bên này Thánh Súng đang làm bếp nha. Thánh Súng là giỏi về làm bếp nha cô chú chị. Đây là chị gái của Thánh Súng bữa nay ở từ Sài Gòn về nha. An thì không biết bằng cá mà nhờ chị gái của Thánh Súng nè, bằng cá hộ nè. Giờ thì cá cũng đã xong cô chú chị, mần xong rồi thì mình cũng chuẩn bị thả vô nồi cháo nha. Đây là ngò gí thiếu nước rồi Thánh Súng ơi, thêm nước vô Thánh Súng ơi. Thiếu nước hả? Ừ, ít nước, nước không? Thêm nước đây cho nó lỏng lỏng, cái nào cái nó lỡ vào cái đồng tối Thánh Súng rồi cô chú anh chị. Em nó cắm câu dính rồi nó chừa lại nè. Vậy lâu lâu là Bích Chi về á, chờ đợi nó cháu tổ chức bữa ha. Rồi Bích Chi bữa nay ăn chay rồi. Rồi nói biết đâu chút thôi sao. Có phá lại được không ạ? Gặp ở đây không phải là cái ngày gặp mà ngày thường thôi, tại em sao. Giờ em đã bỏ cá vô nha. Ui. Ôi con cá sao còn sống không nè ơi. Tao táo chịu búa chứ. Im vô rồi. Bữa nay là Thánh Súng chủ trì trong buổi nấu cháo hôm nay nha. Giờ cá cũng chín nha cô chú chị. Thì tất cả những món chuẩn bị xong nha. Mẹ nó đó. Mẹ tên Tiết. Đây là cá nha cô chú chị. Cái gì không cô chú chị, bữa nay nồi cháo hôm nay cũng hết sảy luôn rồi cô chú chị ơi. Cá bây giờ nó cũng bắt đầu chín rồi. Rồi con cá nó nở ra rồi ta, hồi nãy thấy nó nhỏ vô quá, bự dưới kìa, hết chiếc bự luôn cô chú chị ơi. Giờ thì cá cũng đã thêm nước vô Thánh Súng rồi. Thiếu nước hả? Ít nước, nước không? Giờ cá cũng chín nha cô chú chị. Thì tất cả những món chuẩn bị xong nha. Mẹ nó đó. Mẹ tên Tiết. Đây là cá nha cô chú chị. Cái gì không cô chú chị, bữa nay nồi cháo hôm nay cũng hết sảy luôn rồi cô chú chị ơi. Cá bây giờ nó cũng bắt đầu chín rồi. Rồi con cá nó nở ra rồi ta, hồi nãy thấy nó nhỏ vô quá, bự dưới kìa, hết chiếc bự luôn cô chú chị ơi. Chú chạy mua thêm cái ốc nữa. Còn có ký gửi còn chưa đủ à? Xuống đêm nha, chuẩn bị dọn xuống là ăn cô chú chị. Để gao vô. Để gao vô cái màu đẹp quá quá. Ngò gai, ngò gí vậy.
hết luôn. Cá lóc là hành nhiều ngon anh. Tiêu hả? Lấy một muỗng mà. Có gì mấy nhỏ ăn thì mình ăn nhiều quá nó ăn cay. Hello, xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay tới một chuyện nha, bữa nay là tới nhà Thánh Súng nha. Mình em nó cắm câu dính cá cô chú chị. Nên bây giờ mình nó rủ lên làm nấu cháo ăn. Cá khổng lồ luôn, cá hơn ký cô chú chị. Thánh Súng thì nó giỏi nghề câu lắm, thành ra nó dính cá bự hoài à. Cá bự thì mình sẽ nấu bây giờ. Thánh Súng leo lên bếp nấu luôn nha. Này là thiên dữ luôn á. Thợ thợ dữ luôn á. Nhưng nãy giờ mà chưa vừa ăn. Để mình thêm nước vô không? Cháo cái lóc thì mình thấy thêm mà nước mắm thì nó mới ngon ha. Trời ơi, ta đi muối luôn á. Bị dọn chén gà cái gì vậy? Đây là chị bột không chú ha. Đây là dọn chén. Đây là em gái Sài Gòn đi tải đạn nói về nha. Rồi bây giờ mình vô cô chú chị ơi. Chị thì làm bậc kiên cô chú chị. Dạ ông ơi. Nói về mấy ngày nay. Hôm nay mới nấu cháo cá lóc. Thì bữa nay cháo cá lóc nhìn thấy bắt mắt nha cô chú chị. Rồi múc đi Thánh Súng. Vô ăn. Rất chay rượu quá. Giờ mình cũng vừa ăn cháo mà vừa lai gai nha cô chú chị. Anh em mình bữa nay cũng bày để lai gai luôn. Đăng review luôn đó nha. Quay YouTube luôn đó. Quay YouTube luôn đó. Ai vậy gửi cho bà mình em qua cho nó được không? Được. Gửi gì? Gửi cho luôn á. Cá ngon không cô chị? Để tôi thành tôi nhảy ra bay rồi mình đem qua bánh cho nó nha. Dùng vậy? Chửi tôi như vậy? Không có chửi mày đâu. Trời ơi, trời ơi, chửi gì vậy? Làm việc nào lên chút. Nói làm Thánh Súng hết hồn. Nó bên Sài Gòn á. Hình như nó ở sát đó đâu. Đi đâu vàng á. Chị và mẹ ở luôn rồi. Chúng mà đang muốn cháu gà nghe cô chú chị. Hả? Quê nó thì đối tượng nè, mẹ nó mua nhà với lương bán vàng trên Sài Gòn á. Trời ghê trời. Có ghê bán tiệm vàng hả? Ừ. Đi Sài Gòn nó vậy đồ vô đồ má. Chà, chuyến này đi giao vàng mệt luôn á, chứ không giỡn luôn nha. Vô đó đi giao vàng mệt luôn á. Thì nó đi giao tiền tử luôn, nó đi chơi. Ai nhà nó nói nó đi lên mẹ ở. Mấy ngày nay không có em vô hả? Trời ơi, khóc luôn. Buồn luôn. Biết gì tôi quên miệng cái cho mày đi. Lấy muỗng này nè. Giờ là ăn nhỏ nè, cô chú chị. Qua luôn. Dạ anh em chuẩn bị nha. Rồi mời cô chú anh chị dùng bữa với anh em nha. Món cũng đơn sơ chứ không gì thì có cháo cá lóc thôi. Qua ngu đạt ơi, đạt. Mẹ không ăn hả anh? Rồi qua bỏ đó đi vô ngồi với em với em nè. Ngồi với bạn đi. Bạn đi. Rồi đậu có thiếu á. Mày đậu xuống mà ăn em muốn. Ngồi bạn đi, ngồi kế bạn đi. Nói đi làm gì trời? Chưa múc để cho nó ngủ trong đâu. Cháo vị mới ngon nè. Cháo bơm mà đặt rồi đó, cháo vị mới ngon. Nay nước nhiều không? Ngồi đây nè, ngồi kế cha con kìa. Đây con ngồi với chú. Đây là con qua đây ngồi kế cha nè. Bới cho cháo chưa? Trời trời.
Thùng hả? Lấy cho tôi múc thùng nhỏ nè. Lấy thùng cho tôi. Em ơi. Nó chị đi nó. Nó chị đi sáu rồi. Nào. Đồ con dốt. Cặp cá vô ăn đi. Thánh là đồ ăn nuốt khơi. Đây đây của coi nè, của coi nè. Thánh Phúc nấu là phải ngon rồi chứ làm giấy luôn chê dở được. Ngồi đây con. Con kiếm gì? Ngồi xuống đây. Cậu múc. Con lấy muỗng cho cháu chưa? Chưa. Chưa. Nó giữ không à, đủ rồi. Nó giữ rồi. Ấy trời. Nó quạt lên kìa để nó. Nóng trời. Nóng có quạt lên ha. Trời có quạt nãy giờ không nhớ nữa. Có quạt đó. Nè nè một cái ba. Giờ thì mình bỏ giá vô chén nha con chú chị. Bóc lụa ra đi. Cái này ăn muốn ăn hết cháo không? Bóc lụa ra mấy cái. Quạt cháo không? Ừ. Là trời. Để ăn ăn cá không? Vậy tôi bỏ luôn. Bình thường nó đâu tính trúng mà mình chuyên nghiệp ở gì vậy? Xương rồi. Anh chúng là hỏi nha, nóng nha. Hôm nay cũng có chạy út mình đi theo nữa nha cô chú anh chị. Hôm bữa thì nấu vô rừng nấu cháo cá thì cũng có luôn. Tại vì bây giờ còn hai cha con à, đi mặn đi học hết rồi. Lính tôi kêu vậy là tôi chịu đó. Đó, anh ơi, chắc vô anh ơi. Vô vậy cá, vô cá. Nói vậy. Qua đó ngồi đi, qua đó ngồi với bạn đi. Cầm được không? Đó chứ bên đây nè, cho bạn bè ta ngồi cái bên. Anh ơi, anh ơi. Anh gồm. Anh đi bạn. Trời ơi, đặt qua bên. Ăn được không? Rồi chích vô chị. Dạ. Rồi vô. Ăn quá. Ăn rồi giờ mời cô chú chị nha, là bây giờ xương xương miếng nha. À. Quay gì hết sắp rồi. Đây đây. Rồi nha. Với Lan mà với anh Thành. Ăn mời cô chú anh chị dùng cháo có lóc ha. Vô ăn ơi. Vô hả? Ừ. Ăn đi bà. Bà của chú anh chị ha. Thì bà ăn đi đi nè. Sáng mình vừa ăn cháo vừa xương xương cho nó ấm bụng nè. Quá cay. Này ngon nè. Ăn mình ơi, đừng mắc cỡ. Mắc cỡ rồi đói á. Ủa chi á, chi uống uống không? Vậy. Ăn động nè. Giờ ăn cá nè con chú chị ơi. Dạ cá vô nha. Dạ mời cô chú chị nha. Mình thì cũng một tay quay đây ấy, không có người quay cô chú chị nên mình mời vậy đi. Vậy ủa thằng này nó không ăn cá hả anh Thịnh? Nó muốn ăn ăn không không vậy đó. Ăn đi con. Vậy cái gì nhá cá hả? Vậy ăn thịt cha mà chưa. Nè cứ để đây là mày ăn ăn nha. Nha. Mày lạ rồi. Mày có. Lạ đi con anh. Ông cậu này dữ quá. Cậu đánh súng dữ quá. Cậu không có không hả? Ừ. Vậy sao mà nói anh ơi là chịu rồi đó. Ngoan gì mới được. Anh ôn. Bye bye nha. Sao có lên luôn trời. Vậy vậy sao? Chúng ta mời cái chú chuyện cháu ha. Đưa qua Út Chi rồi, Út Chi nếm môi đi. Không phải Út hả? Đâu phải Út phải không? Không, em muốn. À, thứ hai à? Dạ. Này thứ hai. Út là nội. À. Còn thắt chốn lột. Vô rồi. Nó chụp cái này chỉ qua đây không? Đâu
nghe nó không? Cái lụm trong một bọc vàng. Đồng hồ. Ai? Châu. Ai? Chồng nở thứ tư lắm. Chồng lâu á. Chồng lâu hả? Ừ. Ừ. Nó bán được. Đồ đẹp không? Trời ơi. Ba dạng đồ giả à? Không phải giả, những ngoài mình đây người ta đâu có mua. Kỳ vậy? Ừ. Nó đủ tuổi hay là sao? Vàng ở đâu là bán đó. Vàng ở nhà. Kìa. Vàng là giả đây mua. Dạ có gì đâu nấu lại. Nó không mua lấy gì nấu lại. Ngon trời. Mình kêu nó nấu lại. Nó nói đồng hồ đẹp đẹp không rồi bông dây chuyền. Vậy chị giải cho chị luôn nha. Giờ ở đâu rồi? Tình khó. Ừ. Để đưa nó ở bên cá đó. Trời cát đó. Đăng lên. Bên có cát á. Không có gì đâu. Không ngắt. Nó tăng. Chắc ta bán không được, ta bỏ thôi. Của mấy người Mỹ Tây người ta gớt. Vàng của nước ngoài mà. Vàng ngoài á. Lý giờ làm sao? Chị ta. Ừ. Để nó đeo. Để đeo. Nó sắm là nó để của nó là nó đeo thôi, còn của mình đeo thôi. À. Chứ đâu có bán cát gì trời. Là... Ngộ ha. Hả? Biết sao mà biết gì vậy không? Cũng đâu có bán được. Vậy hả? Nó biết vàng gì không? Vàng gì? Vàng như đồng hồ em vậy đó. Nó chẳng ý mà nó vàng như mà nó chẳng mà vậy là cái mạ ở ngoài là ý bán được, đúng không? Chứ không phải là bán không được cái mặt đồng hồ em á. Bởi vì nó mới mắc. Mình ở đây, mình đây cái gì nữa. Vàng của mình đây bán ở đây. Còn lên Bình Dương là bán trên Bình Dương. Vàng của mình ở lên Bình Dương bán người ta mua. Không, nó mua mà mua rẻ. Mua rẻ. Còn vàng của mình á, ở đa bữa đó nhỏ đó, tôi vô tôi đóng lại vàng, cái nó khách chút nhẫn rồi nó bán. Cái bà con nhỏ con gái bà Nam Thanh hỏi gì chứ vàng em mua đâu, nó Sài Gòn gì, Sài Gòn bán. Nó quê đi ra luôn á. Sài Gòn về, Sài Gòn bán hả? Ừ, Sài Gòn về, Sài Gòn bán đi. Nói gì rồi? Ăn bình thường đi chạy. Mất cái gì vậy? Mất cá hả? Hồi trước con cũng mua cho vàng trên Bình Dương đó mà về bán bà Nguyễn bà cũng mua chứ. Nhưng mà mua rẻ. Mua rẻ chứ một cái là vàng. À đây. Công ty gì đó, ta đi mua. À. Hiểu không? Dạ. Cổ thương rồi đó. Ê. Thương. Dạ thương thì. Cái quả là thấy dễ là nó kêu tôi đăng lên trên trang cá nhân tôi đó, ông hiểu không? Tôi không biết đâu. Cháu à, cô chú anh chị. Người ta già cả rồi. Hiểu không? Giống như là đủ quá, nó bắt ốc luôn á. Tao này rồi, cắt tiếp đây. Cắt cái gì nhỏ đây rồi, ông nội lên xe đó. Mua với xe, mất giọt thì còn luôn. Gì vậy? Trời ơi, con ba ơi ba. Giọt tiếp nè. Ở sát bên là... không chịu ra mà giờ để giờ đi hả? Để đi dở dở có dở nói rằng anh cái thứ mà đồ nó mình không quan trọng đó là trời ông kêu của mình là của mình đúng không? Mắc gì đâu ngáo không anh? Vì cái cơ hội của mình tới mà mình không nắm bắt thì cũng mất cơ mà mất đâu không quá. Nào mà kêu đúng không? Hỏi cha rồi, tôi nói sao? Ăn đi mất cỡ gì vậy? Giá gì? Ai em? Ừ. Tôi ăn gậy tôi chứ tôi không ăn gì hết. Tốt quá. Gì vậy? Tôi nói tôi ăn gậy tôi ba. Đồng giá. Trời. Cuộn đi. Có à, cái này cuộn này chơi à. Đến cái này rồi. Mời cô chú anh chị cái đi. Bạn ơi, bà nói. Đúng vậy nè. Chạy chậm tí, chạy chậm luôn. Rồi chưa? Con chịu quay chấm không nội? Con chú vậy à? Cái này là thử miếng ăn cũng gan ăn để lượt lượt được không? Được, không lượt được thì nuốt chọc cái bột cá lóc. Cá không lượt quá cắn nó chứ nó còn kẻ. Nuốt chọc luôn. Ngon mà. Ngon.
Bài cô chú anh chị ăn cháo nha, ăn cá cho mình nha. Má anh dành sao anh nói này tôi bỏ lợp là anh ai anh nói tôi đặt lợp trước nha. Đúng không? Cháu à, của chú anh chị. Hiểu không? Em như là đủ quá, bắt ốc luôn á. Tối nay rồi, chắc chết đây. Sắp cái gì nhỏ đây rồi, ông nội lên xe đó. Mua với xe, mất giọt thì bọn luôn. Chi vậy? Chết. Trời ơi, con ba ơi ba. Giọt chết kìa. Ở xét bên là không chịu ra mà giờ. Để giờ đi hả? Giờ đi. Dở nè. Dở, có dở. Nói anh cái thứ mà đủ má mình không quan trọng đó là trời ông kêu của mình là của mình đúng không, mắc gì đâu né không anh, vì cái cơ hội của mình tới mà mình không nắm bắt thì cũng mất thôi, mà mất đâu không quá không có cào nào mà kêu lại chứ đúng không, nói với anh là đủ của má không quản nó hết cho hai xe rồi đúng không, rồi chứ vậy tôi đi ra mình không nó hỏi hai xe đâu rồi tôi nói sao. Cái có à, cái này cuộc này chơi à, đến cái này
Mời cô chú anh chị cái gì? Rồi chưa? Con chịu quay chấm không nội? Con chú vậy à? Cái này là thử miếng ăn, cũng ra ăn để lượt được không? Được, không lượt được thì nuốt chọc. Cái cắn không lượt quá, cắn nó chứ nó còn kẻ. Nuốt chọc luôn. Ngon mà. Mời cô chú anh chị ăn cháo nha. Ăn cá cho mình nha. Má anh nhìn sao anh nói này có bỏ lọc rồi anh ơi. Anh nói thật đặt lọc trước. Giống không? Nè ai à, ơi. Trời ơi, con là giá, ngày đâu có bà giá ơi. Con cậu. Con của cậu. Nè. Cái đó giá còn ăn được không? Nè nó nhìn nhỏ này nó biết nè. Nè ai à? Con ăn đó không lại đây mẹ đút cho. Ai? Cậu. Mở. Mở. Tưởng cái gì được chứ. Nè ai à? Cậu. Ăn đi ha anh, em nghĩ ăn hả? Sao nghĩ vậy trời? Bớt ăn một chén hai chén nữa. Nè, một cái dừa. Cá nhiều đi chú đã. Nấu cho mấy ông nhiều nhiều. Nó ăn nghĩ ăn luôn hả? Ăn nữa hả? Ăn con. Làm gì ăn nữa vậy chứ? Hãy khôn đi quên. Hãy khôn ha. Ăn đi thôi vậy. Câu cá mới cắm câu chín rồi ăn mới có chén hai chén nghỉ rồi. Ê. Rồi múc em xó cái hình này được không? Má sao cái hình này nó dính ở đây ta? Nó đi xó hết trơn mà kỳ vậy. Nó dính vô trong đây nè. Xó luôn. Mì à? Đi xó hết trơn mà sao dính vô. Nghỉ. Tao lấy gì đâu nội.